quốc bảo Singapore Phạm Văn Phương bị bạn trai yêu 11 năm chia tay vì không có tướng vượng phu. Ai dè chồng thành thị đế, còn người cũ bị vợ phụ bạc. Trong giai đoạn phim ảnh Singapore khuấy đảo màn ảnh, Phạm Văn Phương là một trong những cái tên nổi bật nhất đó. Cô góp mặt trong rất nhiều tác phẩm hot, cũng chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp dịu dàng thanh tú. Đâu chỉ thế, Phạm Văn Phương còn xuất thân từ thư hương thế gia nữa cơ. Vậy mà cô lại bị bạn trai yêu 11 năm quay lưng với lý do không có tướng vượng phu. Thế nhưng, sau khi Phạm Văn Phương cưới Lý Minh Thuận thì sự thật lại khiến người ta phải bất ngờ. Sinh ra trong thư hương thế gia, từ nhỏ Phạm Văn Phương đã được nuôi dạy thành tài nữ, vừa biết chơi đàn lại giỏi múa. Nhờ khí chất đặc biệt được rèn luyện từ nhỏ mà cô chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp rồi được các công ty quảng cáo o bế vô cùng. Con đường diễn viên của Phạm Văn Phương cũng được mở ra từ đó. Cô chinh phục khán giả với loạt phim như Thanh Xà Bạch Xà, Thần Điêu Đại Hiệp, được ca tụng là quốc bảo Singapore đó. Dù thành danh và được hàng chục đại gia theo đuổi, Phạm Văn Phương vẫn một lòng một dạ với tình đầu Trần Tịnh Hải. Anh là phú nhị đại, quen cô từ thời chưa nổi danh. Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của chàng thiếu gia này, Phạm Văn Phương đã siêu lòng rồi hẹn hò với anh suốt 11 năm trời. Khi ấy, có một đồng nghiệp nam tên Lý Minh Thuận đã yêu Phạm Văn Phương say đắm, nhưng cô luôn từ chối vì muốn giữ tấm lòng son với tình đầu. Ai mà ngờ được, khi Phạm Văn Phương đang háo hức chuẩn bị về chung nhà với bạn trai 11 năm thì lại nhận lời chia tay phũ phàng, lý do còn khó đỡ hơn. Trần Tịnh Hải lấy cớ tướng của Phạm Văn Phương không vượng phu để đơn phương chia tay, đi tìm cô gái mà anh thấy thích hợp với mình hơn là người mẫu Hoàng Uyển Bội. Ai mà ngờ được, cô vợ vượng phu này lại bỏ anh vì Hướng Tá. Lý do vì Hướng Tá là con trai của Hướng Hoa Cường, ông vua không ai của làng giải trí Hồng Kông và sở hữu khối tài sản khủng. Về phía Phạm Văn Phương, sau những tháng ngày khủng hoảng vì lời chia tay vô cớ của bạn trai, cô cũng vực dậy được tinh thần và quay lại với công việc. Cùng lúc ấy, Lý Minh Thuận luôn sát cánh bên cô mọi lúc mọi nơi, khiến Phạm Văn Phương phải thay đổi suy nghĩ rồi dần dần rơi vào lưới tình với anh, trở thành cặp kim đồng ngọc nữ đẹp nhất Singapore đó. Một sự cố xảy ra vào năm 2006 khiến Phạm Văn Phương nhớ lại chuyện cũ. Đó là Lý Minh Thuận dính vào một vụ tai nạn và phải ăn cơm nhà nước. Khi ấy, nữ diễn viên mất niềm tin vào bản thân, suy nghĩ có phải vì mình nên bạn trai mới gặp chuyện. May mắn là thay vì né tránh, Phạm Văn Phương lại ra mặt để công khai chuyện tình cảm, thay mặt Lý Minh Thuận sửa sai, một lòng một dạ chờ ngày bạn trai quay về. Nhờ thế mà khán giả mới thôi chỉ trích Lý Minh Thuận, nguyện ý tha lỗi cho anh. Sau khi tổ chức đám cưới với Lý Minh Thuận vào năm 2009, Phạm Văn Phương đã dùng cuộc sống hạnh phúc viên mãn để vào người bạn trai cũ. Bởi cô được chồng cưng chiều như công chúa, tận hưởng cuộc sống giàu có xa hoa bên cậu con trai được thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của bố mẹ. Bản thân Phạm Văn Phương còn thường xuyên gây bão vì nhan sắc không tuổi. Còn Lý Minh Thuận sau khi kết hôn với Phạm Văn Phương thì sự nghiệp cũng thăng hạng, thành thị đế kim trung, cái tên đảm bảo cho chất lượng phim. Thế mới thấy, vượng phu hay không thì cũng chỉ là một cái cớ cho kẻ phụ bạc bỏ đi mà thôi. Bởi Phạm Văn Phương đã dùng hành động để chứng minh mình là người có tình có nghĩa, không vì bạn trai lâm nạn mà quay lưng, cũng chẳng vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ người chung chăn gối. Cưới được Phạm Văn Phương chính là điều may mắn nhất.